Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn thay pin 18650 tận dụng từ các cái sao pin laptop cũ để thay vào cái đèn LED để bàn này các bạn nhé. Giờ mình sẽ test cho các bạn thấy cái đèn này nó hoạt động nhưng mà nó không lưu giữ pin nhé. Bây giờ mình sẽ cắm cái dây sạc này vào cái chân sạc 5V của nó các bạn nhé. Dây sạc này là ring của nó luôn đó. Nhưng mà mình sẽ chạm vào cái nút này này, các bạn thấy nó đỏ các bạn này. Khi mình chạm vào là nó ăn dòng sạc liền ha. Bây giờ dòng sạc này là 0,77 này. Bây giờ mình tắt này. Nó có nhiều chế độ sáng nhiều sáng ít các bạn nhé. 1 2 3 4 chế độ thứ tư là ăn 0,77 A à, cũng khá sáng các bạn ha. Nhưng có một điều là khi mình lấy dây sạc ra thì nó không có lưu trữ pin để đỏ tiếp tục. Bởi vậy hôm nay sẽ thay tiến hành thay pin. Pin của nó là pin acid các bạn nhé. Và các bạn thay pin 18650 cũ tận dụng này cho nó không mất tiền các bạn nha. Bây giờ mình sẽ mở ra để hướng dẫn anh em cùng thấy nha. Để mở cái này ạ, thì anh em tháo cái lớp cao su đế này ra và vặn bên trong, vặn mấy cái ốc bên trong này nhé. Rồi mình đã mở sẵn ra cho nó nhanh rồi các bạn nha. Bốn con ốc này mình đã gỡ ra rồi nè. Bây giờ mình sẽ bật ra cho anh em xem cấu trúc bên trong là chỉ là một viên pin, một cái bảng mạch điều khiển và sạc luôn các bạn nhé. Dây trên này là dây đèn và dây màu vàng này là dây cảm ứng các bạn, chạm cảm ứng lên đây nha các bạn nhé. Các bạn chạm ở mặt trên này nhé. Rồi bây giờ pin này hỏng thì chúng ta sẽ thay vào pin 18650 này. Công việc thay nó rất đơn giản các bạn nhé, chỉ cần nhả hai mũi hàng âm dương của viên pin và gắn vào hai mũi hàng âm dương của cái pin mình muốn thay mà thôi. Bây giờ mình sẽ hàng quá nha. Mình sẽ nhả hai mũi dương này, âm này. Sau đó mình sẽ hàng đúng theo trình tự. Đỏ là mình hàng vào dương nha. Đen này mình hàng vào chân âm các bạn nha. Rất là dễ dàng thôi nha. Rồi sau khi mình hàng hai chân rồi á, đặt vào vị trí cần thiết cho nó ổn định á. Ở đây là cái lớp băng keo hai mặt các bạn. Sau đó mình tạm thời áp vào. Đó các bạn mới thấy chạm đỏ đó. Mình tạm thời áp vào là các bạn, ôi nó bị. Để mình hàng cái mũi dây này lại các bạn nha. Mình đã hàng cái sợi dây đen của viên pin lại rồi nha. Và chạm thấy đỏ liền các bạn này, sáng liền này. Như vậy pin này rất là tốt các bạn này, xung ngay sử dụng được luôn đó. Bây giờ mình tạm thời ộp lại để sạc thử xem các bạn nha. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục bằng vít. Mình sẽ sạc thử. Rồi cắm sạc vào đây, chân sạc đây các bạn nha. Rồi các bạn thấy này, bây giờ mình đã tắt mà nó vẫn sạc được 0,63 ampere. Đấy, chưa bật đèn các bạn nha. Như vậy là đã thay pin có kết quả thành công rồi nha. Và mình sẽ chạm thử các cái chế độ sạc này, rất tuyệt vời các bạn này. Có thể nói là thay pin thành công rồi các bạn nha. Việc còn lại chỉ là vặn bốn ốc nó vào đúng vị trí của nó và đáp lại thôi các bạn nha. À, bây giờ mình sẽ tiến hành vặn bốn con ốc lại các bạn nha. Vặn ốc xong mình sẽ tiến hành ráp cái bốn cái tấm để này vào các bạn nha, để bảo vệ cái đèn trơn trượt nha.
Bây giờ mình không sạc nữa thì mình để riêng nó test thử các bạn. Sáng đẹp ha. À, đọc thoải mái luôn này. Bây giờ bạn có thể sử dụng pin lỗi này là pin acid 2 ngăn các bạn. Mỗi ngăn là 2,2V và 2 ngăn khi sạc đầy là 4,4V. Và chính cái viên pin 18650 này á, khi đầy nó cũng là 4,2V các bạn. Trung bình là 4V, khi càng kiệt là 3,7V các bạn nha. Cho nên sẽ thay vào được. Và tương ứng thì sợi dây sạc này nó cũng hoạt động tốt, không phải thay đổi cấu trúc gì các bạn nha. Đó, mình cắm dây sạc vào là nó đã bắt đầu sạc đây các bạn ha. Đó, nó có nhận dòng sạc đó ha. Đây là cái ổ điện của mình tự chế. Đồng hồ này là ở trên là vôn, ở dưới là dòng sạc ampere. Mình rút ra các bạn xem này. Đó. Không sạc này thì là 5V và 000, dòng sạc 00, nhưng mà bây giờ mình cắm vào nhá. Nó lập tức chuyển dòng sạc lên các bạn nhá. Vôn có giảm một tí này. Cái dòng sạc nó ăn lên này. À, rất là hiệu quả đó các bạn nha. Như vậy bây giờ các bạn có thể làm theo mình để tiếp tục sử dụng cái đèn LED để bàn này một cách hiệu quả các bạn nha. Quá đơn giản luôn ha. Thực ra cái việc thay này chả có gì khó khăn hết các bạn ha. Các bạn chỉ cần mở ở 4 con ốc ra, nhả 2 mũi dây này, nhả 2 mũi dây này và thay viên pin này vào thôi. Pin này thì một đầu này là dương, sau này là âm, còn bên này là âm dương, nó nằm một mặt. Cái việc thay này do nó quá đơn giản vậy cho nên không có gì phải lo lắng các bạn nha. Bây giờ sau khi mình thay xong đã có được một cái đèn ngon lành. Rất tiện lợi đó các bạn này, có thể hoạt động được rồi này. Tắt này. À, rất thoải mái các bạn nhé. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để thay pin acid của cái đèn pin này các bạn nhé, bằng cái pin là 18650 cũ và tận dụng ở trong cả cái xe pin của laptop rất là nhiều các bạn nhé. Thảo ra thoải mái, lấy thoải mái luôn. Các bạn cứ lựa viên pin nào còn chất lượng tốt, sau đó sạc đầy và thay cho cái này. Pin acid của đèn pin này là nó có 4V, 2 ngăn 4V, và pin 18650 này là khi sạc đây nó cũng là 4V hoặc là 4,2V các bạn nhé. Cho nên mình thay vào được. Và mình đã thay vào cái đèn pin này các bạn này. Bây giờ mình chiếu cho các bạn xem này. Sau khi mình đã thay này, rất đẹp các bạn này. Sáng đẹp luôn các bạn. Quả sáng luôn này. Bây giờ mình thảo ra để hướng dẫn các bạn thay các bạn nha. Muốn tháo đèn pin ra các bạn bằng 4 con ốc này. Và mình đã bằng sẵn để cho nó nhanh, tiết kiệm thời gian. Rồi sau khi bằng 4 ốc xong, các bạn xoay cái này để tháo ra. Đây là cái chỗ đèn pin các bạn nhé. Tháo ra sau đó các bạn bật cái nắp lên. Rất đơn giản các bạn nha. Ở đây nó có hai thành phần này. Ở bên trong này á, là mình đã thay cho pin. Pin này mình thay vô rồi nha. Còn đây là pin zin này, nó nằm đúng cái vị trí này các bạn. Nó nằm ở đây nè. Cho nên mình đã hàng sẵn rồi đó các bạn nha. Bây giờ mình giới thiệu các bạn á, ở đây là mình có lắp thêm một cái bo sạc và gắn ở đây này, để khi nào mà hết pin thì mình sạc. Hoặc các bạn vẫn có thể sử dụng cái chân sạc 220 này nha. Chân sạc 220 của nó đây vẫn được nha. Nhưng mình muốn lắp thêm cái bo này cho nó chuẩn. Và bây giờ mình giới thiệu các bạn cái bo sạc của mình luôn nha. Đây là bo sạc các bạn. Bo sạc này mình mua là 3K ở trên mạng á, rất là rẻ luôn các bạn á, mà sạc rất là tốt. Ở đây là các bạn chỉ hàng battery trừ và battery cộng vào hai chân của viên pin này mà thôi. Dương vào dương, âm vào âm, như vậy là xong. Cụ thể là mình đã hàng ở đây các bạn á.
cụ thể là mình hạ hàng đây này, sau đó cái cổng sạc này là mình khoan ở đây một cái vị trí và mình cho ra đây các bạn. Giờ mình sẽ chịu gần cho các bạn xem nha. Đây các bạn, hai cái vị trí mà mình đã lắp ở đây nha. Và mình sẽ dùng cái giấy sạc này này, giấy sạc của nó cắm vào, sau đó cắm vào cái chân sạc của điện thoại. Như vậy là tất cả đều thành công các bạn nha. Giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp để test cho các bạn xem như thế nào nha. Rồi mình đã ráp lại xong rồi các bạn nha. Mình đã ráp lại xong rồi nè. Bây giờ mình thử bật đèn cho các bạn xem nè. Nó rất là sáng luôn các bạn. Thật sự là sáng đẹp luôn các bạn. Bây giờ mình tiến hành cắm cái chân sạc cho các bạn xem nha. Đây là cái đèn báo sạc của cái điện 220 nè. Còn cái bó sạc của mình là nằm ở bên này các bạn nha. Rồi mình chuẩn bị sẵn cái ổ cắm điện đấy các bạn. Và mình sẽ cắm cái dây này vào để lấy điện áp 5V ha. Sau đó mình cắm vào cái chân sạc này các bạn nha. Rồi các bạn thấy nó có tác dụng đó ha, nó đỏ rồi các bạn này, bên trong này đỏ các bạn này, vậy là nó báo hiệu nó đang sạc các bạn nhá, nó báo hiệu đang sạc nhá. Rồi như vậy là mình đã giới thiệu một cách đầy đủ cho các bạn rồi nhá. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cụ thể cho các bạn cách cấu cái bó sạc này như thế nào các bạn nha. Các bạn quan sát nha. Ở đây là nó có bốn chân các bạn. Bê trừ đây này, bê cộng đây các bạn này. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái tác dụng khi mà sạc các bạn nha. Bó sạc này chỉ mua 3k 3.000 đồng thôi các bạn à, rất là rẻ luôn nè. Và mình cũng rất là bất ngờ vì cái tác dụng sạc của nó rất là tốt các bạn ơi. Vì vậy các bạn nên mua và lắp vào nha, lắp vào cái đèn pin này các bạn nha, tự chế để cho nó sạc nhanh hơn là các bạn dùng cái điện 220 nguồn zin của nó nha. Giờ mình sẽ giới thiệu các bạn là nó sẽ cấu dây như thế nào nha. Rồi bây giờ chi tiết cụ thể nè các bạn à, mình đã cấu hai cái dây bê cộng vào dương của viên pin 18650 và bê trừ nối vào cực âm của viên pin này, và đã cắm sẵn cái dây sạc này nha. Đó các bạn quan sát cách cấu rồi đó các bạn nha. Sau đó các bạn chỉ cần cắm vào cái cục sạc, bất kỳ cục sạc loại nào cũng được nhé. Mình đang cắm cục sạc iPhone này, các bạn thấy đèn báo đỏ tức là nó đang sạc, và cái đèn màu xanh nằm ở bên cạnh này là báo đỏ khi nó đầy pin các bạn nha. Lúc nào mà pin đầy thì đèn màu xanh này nó sẽ báo lên. Đó là mình đã giới thiệu căn bản cái cách làm này các bạn nha. Sau khi các bạn biết cách sạc như thế này rồi, các bạn chỉ cần thay cái viên pin này vào ở bên trong này. Như vậy là tất cả đã hoàn thành các bạn nha. Các bạn chú ý rằng là mình xin nhắc lại là pin acid của cái đèn này á, là nó rất là nhanh hỏng các bạn. Nó nhanh hỏng lắm. Nó là có 2 ngăn acid. Một ngăn là 2,2 V khi đầy. 2 ngăn là 4,4 V khi đầy. Chính vì vậy mà mình thay viên pin này là cũng đây là tầm 4,2V, nó
tương đương với nhau các bạn, cho nên quá trình này nó sẽ không có trở ngại gì trong việc sạc hết. Đặc biệt là mình có sắm riêng cho một cái bo sạc 5V và mua chỉ có 3.000 đồng thôi à, cho nên các bạn cứ thoải mái cắm vào để sạc. Video mình xin tạm dừng ở đây nha. Chúc anh em làm giống như mình thành công và sẽ cụ được tất cả các cái loại đèn pin dùng pin acid này nhá. Nó rất là nhanh hỏng, sạc thời gian số lần sạc rất là thấp, nhanh hư. Và các bạn dùng cái này thì có thể dùng mấy năm vẫn không sao các bạn nhé. Pin 18650 này rất là bền các bạn, số lần sạc của nó lên tới ngàn lần, nhiều ngàn lần, và có thể có đạt độ bền vài năm các bạn nha. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình cùng với các bạn là sửa cái đèn bàn, đèn led mà nó hay bị hỏng pin các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ test. Mình đã cắm cái điện 220 này vào cái đèn, nó đang đỏ báo sạc các bạn nhé, và mình chạm thì nó vẫn đỏ tốt. Nhưng mà rút cái dây nguồn 220 này ra thì nó lại mất, không sáng nữa. Điều này chứng tỏ là pin của nó đã bị hỏng các bạn nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau tháo ra để sửa, và cụ thể là thay pin 18650 như thế này các bạn. Pin của nó thường là pin acid, và mình thay pin 18650 cũ nhưng mà lấy từ xe pin laptop tận dụng, không mất tiền gì cả các bạn nha. Bây giờ chúng ta cùng mở cái này các bạn nha. Mình đã mở sẵn các cái ốc của nó ra rồi và chỉ để lại một con để vặn cho nó nhanh thôi các bạn. Sau khi bốn con ốc này tháo ra, các bạn bật cái nắp dưới ra các bạn nha. Chỉ bật cái nắp dưới này ra là nó sẽ ra đó các bạn. Đó, các bạn thấy cái bo mạch đã ra rồi các bạn này. Đây là cái bảng điện cắm điện 220V AC và cả sạc luôn. Còn đây là cái rắc cắm đèn led lên chùm dây này, lên cái dàn đèn ở đây các bạn. Pin của nó là pin acid, 2 ngăn 4.4V pin acid các bạn nhé, cho nên nó rất là nhanh hỏng. Loại này là pin đời cũ. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo hai dây này và hàng qua cái pin mình đã chuẩn bị sẵn nha. Pin 18650 cũ của laptop, lấy từ các cái xe pin cũ các bạn nha. Viên nào còn tận dụng được các bạn đo và sạc để sử dụng. Bây giờ mình sẽ chi tiết thay cho các bạn nha. Các bạn hàng cái dây màu đỏ ra là dây dương, hàng cái dây màu đen là dây âm ra. Sau đó các bạn đưa vào hàng vào đúng dương thì hàng vào dương các bạn. Dương này mình hàng vào dương nè. Dây màu đỏ thì hàng vào cực dương của ba viên pin này. Và dây màu đen thì các bạn hàng vào cực âm các bạn. Chỉnh cái dây này cho nó thẳng thẳng tí dễ hàng các bạn nha. Rồi mình đã hàng xong rồi đó. Bằng đề hàng này chỉ là đơn giản thôi các bạn. Sau đó mình đặt vào đúng vị trí của viên pin cũ. Và mình sẽ chạm thử để xem nó có đỏ không các bạn. Đỏ liền ha. Như vậy là đỏ liền các bạn nha. Rất sáng nè. Tắt nè. Đỏ nè. Quá sáng luôn nè. Như vậy pin của mình thấy rất là tốt các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt và cắm cái điện sạc xem nó có bình thường hay không nha. Rồi vẫn là sạc tốt các bạn, đèn màu đỏ sạc tốt. Chạm
sáng đẹp các bạn ha. Và để chứng tỏ là mình thấy có hiệu quả, mình sẽ rút cái dây nguồn H2AC này ra, nó vẫn đỏ tốt các bạn. Rồi cái, tất cả cái thao tác này mình đã làm xong rồi các bạn nhé. Bây giờ tranh thủ mình giới thiệu với các bạn một lát là cái bó mạch này á, rất đơn giản là một cái chấn cắm điện 220V AC để tạo ra một cái điện áp 3,7 tới 4,2V sạc cho cái chùm pin này. Ở đây là cái dây đèn LED lên ở trên này các bạn. Nó đơn giản vậy thôi. Sở dĩ mà mình hôm nay mình muốn nói với các bạn là pin này tốt và bền hơn rất là nhiều lần so với pin acid của zin của cái đèn này các bạn á. Bởi vì lý do là pin acid này sạc chỉ vài trăm lần là hết hạn sử dụng. Còn pin 18650 này các bạn có thể sạc đến cả ngàn lần nó vẫn còn tốt các bạn. Chính vì là sạc lâu như vậy, nhiều như vậy cho nên đèn LED này có tuổi thọ sẽ rất cao, cao hơn nhiều lần so với là cái pin cũ của nó. Bởi vậy mình mới muốn nói với các bạn là đèn LED này sau khi thay pin 18650 này vào, tuổi thọ của nó rất là cao, cao nhiều năm, thậm chí là 5 năm và 10 năm các bạn. Bây giờ mình tạm đóng lại. Tạm đóng lại các bạn nha. Cái này rất đơn giản, nó có các cái khớp. Rồi. Sau khi đóng lại rồi các bạn sẽ cho nó một con ốc, cho nó cố định lại. Hoặc là bằng đầy đủ cả bốn con các bạn nha. Rồi mình để vậy để mình chạm thử xem các bạn nha. Chạm này. Để thử nha. Đỏ liền các bạn nha. Cái nút cảm ứng này á, là chỉ là chạm là đỏ là tắt thôi các bạn, chỉ không có nhận các bạn nha. Cái này nó cảm ứng chạm chỉ không nhận on off nha. Tất cả chỉ đơn giản vậy thôi các bạn ơi. Sáng đẹp luôn này. Bây giờ mình tắt và cắm sạc cho các bạn xem nè. Đèn báo sạc đỏ rất là đẹp. Và chạm thử sáng liền các bạn ha. Quá đẹp ha. Rút dây nguồn ra, nó vẫn là sáng đẹp. Rất tuyệt vời các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái công việc rất là quan trọng, đó là nâng tuổi thọ của đèn LED này lên nhiều năm chắc chắn luôn. Bởi vì pin cũ của nó là pin acid rất là nhanh hỏng, chỉ xài được vài tháng là hỏng rồi các bạn, chất lượng quá kém. Và mình thay vào pin 18650 nó bền hơn rất là nhiều các bạn nhé, do cái số lần sạc và cái cấu trúc của pin này cũng là khác biệt. Cấu trúc của pin này á, là pin lithium ion là nó tốt hơn rất là nhiều các bạn nhé. Rồi video mình xin dừng ở đây các bạn. Xin các bạn một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Và chân thành cảm ơn tất cả các bạn luôn đồng hành với kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.